Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời, chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human, thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tá Cờ đây. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay tiếp tục với cái chủ đề là review và mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất dành cho cái tựa game Lock Food nha mọi người. Rồi thì ở trong video này thì mình xin phép mọi người là mình sẽ gửi đến cho mọi người một cái phiên bản hack vừa được cập nhật mới nhất dành cho cái tựa game Lock Food này. Và đặc biệt thì theo như yêu cầu của mọi người từ hổm tới bây giờ là mọi người kêu mình đó là anh ơi, anh hãy review về nhiều cái bản hack mà không có cần phải gắt cây đi, tại vì tụi em không có biết cách để lấy cây á mọi người. Đó, thì như mọi người có thể biết thì hầu hết là những cái bản hack mới nhất ở thời điểm hiện tại là nó đều bắt buộc mọi người là phải gắt cây thì mọi người mới có thể sử dụng được nha mọi người. Đó, thì bởi vậy theo như cái mong muốn của mọi người là có những cái bản hack mà không có cần gắt cây á, thì ngày hôm nay qua cái video này thì mình xin phép là mình gửi đến cho mọi người một cái phiên bản hack vừa cập nhật mới nhất dành cho cái tựa game Lock Food này. Và đặc biệt là nó cập nhật, nhưng đặc biệt một cái là nó sẽ không có yêu cầu mọi người là phải gắt cây nha mọi người. Đó, thì việc của mọi người là chỉ cần copy cái script rồi sau đó mọi người vào trong cái clean hack mọi người dán và mọi người chạy thôi. Thì sau khi nhấn chạy xong thì nó sẽ tiến hành, nó hiện lên cái bản menu hack luôn, chứ nó sẽ không có yêu cầu mọi người gắt cây nha mọi người. Đó, thì mọi người nghe tới đây thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn cần rồi đúng không? Thì bởi vì đáp ứng cái nhu cầu của mọi người thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Đó là cái động lực rất là lớn để cho về sau mình có thể làm thêm những video hay hơn nha mọi người. Rồi, thì link của cái script hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái script này để cày cho cái app của mọi người thì có để sử dụng ha. Rồi, thì ở đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái script vào để mình chạy cho mọi người xem nha mọi người. Thì hiện tại là mình đang sử dụng bằng cái Clean Data X để mình chạy những cái bản script hack ha. Thì trên điện thoại thì mấy bạn có thể sử dụng Clean Data X, Fluxu hoặc là Clean giọt nước nha mọi người. Thì tính tới cái thời điểm hiện tại là bữa nay là ngày 1 tháng 4 á mọi người. Thì cái Clean giọt nước nó đang trong cái quá trình bị lỗi nha mọi người. Đó, thì những bạn nào mà muốn sử dụng mượt mà trên điện thoại thì mấy bạn vui lòng sử dụng bằng cái Clean Fluxu hoặc là cái Clean Data X ha. Đó. Rồi thì ở đây bây giờ mình đã có sẵn cái script rồi, thì giờ mình sẽ tiến hành mình copy này. Rồi sau đó mình vào trong cái clean hack mình dán và mình chạy ha. Thì link script này thì mình sẽ để lên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game, hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Rồi thì ở đây là mình đã dán vào rồi nè. Đó, đây là cái script mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người này. Rồi dán vào xong rồi thì bây giờ mọi người nhấn một cái chữ là execute ha. Đó, nhấn vào. Rồi thì sau khi mà mọi người nhấn vào xong rồi thì mọi người sẽ đợi giúp mình là tầm là từ khoảng 10 giây cho tới 20 giây ha, để cho nó tiến hành nó load nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó, nó đang tiến hành nó load nè. Đây, thì sau khi nó load xong thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng menu hack nha mọi người. Đây, thì đây là cái bảng menu hack mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người. Đó, nó có tên là Ba Đô Húp nha mọi người. Thì dành cho những bạn nào mà hack cái tựa game Lock Food này lâu rồi thì mình nghĩ là chắc chắn là mọi người sẽ biết cái Ba Đô Húp này. Tại vì đây là một trong những cái bản hack có thể nói là mượt nhất, và đặc biệt là từ trước tới bây giờ là nó không có yêu cầu mọi người phải gắt cây nha mọi người. Đó, thì mọi người nghe tới đây thôi thì mọi người cũng đủ thấy là cái bản hack này nó quá là VIP ra sao rồi. Thì hiện tại là nó đã mới cập nhật nha mọi người. Đó, hiện tại là nó mới cập nhật qua cái giao diện mới nè. Đó, giao diện hoàn toàn mới luôn. Đấy, và đặc biệt đó là những cái chức năng thì chắc chắn là phải thêm vào rồi, những chức năng VIP á mọi người. Và về cái chế độ mà auto farm mượt thì cái bản hack này thì lúc trước là mình có làm cái series là top 3 những bản hack mượt nhất ấy, thì cái bản hack này nó có nằm trong cái top 3 luôn nha mọi người. Là mọi người đủ hiểu là cái bản hack này nó mượt ra sao rồi. Thì nói không như vậy thì mình nghĩ là mọi người sẽ không có tin đâu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào để mình trải nghiệm cho mọi người xem ha. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bản Ba Đô Húp như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đâu bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test sơ coi. Thì hầu như là nó sẽ có full tất cả những chức năng VIP này. Thì đầu tiên ở phần main. Rồi thì ở trong phần main này thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái chế độ chọn này. Thì cái này thì tí mình sẽ nói sơ sao ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có những chế độ chẳng hạn như là auto farm lever, auto farm Kaitan, auto farm Hercel, auto farm factory. Có luôn một cái bản để cho mọi người auto thu hoạch tài nguyên này, super human, dép tép, semen karate rồi các thứ rất là nhiều. Rồi xuống xuống nữa thì chúng ta sẽ có là auto farm battery này, rồi auto farm battery A này. Chắc chắn là sẽ có cái phần là auto farm boss cho mọi người rồi, thì cái này là chắc chắn có 100% rồi ha. Rồi có luôn chức năng auto farm cell bed cho mọi người này. Đây auto farm cell bed này. Auto farm chest có luôn nha mọi người. Đây auto farm chest là sẽ có là auto chest bypass và auto chest win ha. Đó, hai cái này thì mọi người đều có thể farm chest được hết. Thì mọi người muốn farm cái nào thì mọi người chỉ cần tích lên thôi, thì nó sẽ tự động nó đi lượm gương cho mọi người để farm belly ha. Đó. Rồi auto farm tactical plan, rất là nhiều chế độ farm luôn. Đó mọi người thấy không? Legendary Sword đồ các thứ, hầu như là full tất cả những cái chế độ farm mới nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Thì cái này là mới chỉ là phần main thôi. Tiếp theo là tới phần quest. Rồi thì trong phần quest này thì chúng ta sẽ có những cái chế độ auto farm làm nhiệm vụ để nhận vũ khí nha mọi người. Chẳng hạn như là auto Gengoku này, auto Play Hunter này, auto West Floor này, rất là nhiều ha, auto Chipple Katana luôn nha mọi người. Đây.
Mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ có là Auto Farm tam kiếm được cái thứ này rất là nhiều nha mọi người. Đó, rất là ngon luôn dành cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái này ha. Đó. Rồi vú xuống thì chúng ta mọi người muốn farm tam kiếm mà mọi người tích vào thôi thì sẽ tự động đi làm nhiệm vụ để nó farm ha. Rồi, tiếp theo là phần setting. Rồi trong phần setting này thì nó sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là fast attack này, manet này, rồi những chức năng mà theo kiểu là auto set spam boy thì mọi người bật lên này. White scan trắng màn hình này, black scan là đen màn hình này, dành cho máy yếu ha, thì mấy bạn farm mấy bạn bật hai cái này lên là sẽ mượt ha. Đó. Rồi có những cái chức năng chẳng hạn như là select tool này, food này, rồi work này. À, cái này là dùng để cái gì ấy thì tí thì mình sẽ tiến hành mình test sơ nha mọi người, thì có nhiều cái mới quá mình cũng chưa tìm hiểu kỹ nữa. Đó, rất là nhiều luôn mọi người ạ. Hầu như là rất là nhiều. Có tăng speed đồ cái thứ này. Ui, nhiều lắm mọi người ơi. Do là nó mới mà cập nhật cái đây có phát luôn nè mọi người, phát Bali đồ cái thứ rất là nhiều luôn. Đó, full luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo tới phần Ray V4. Rồi, thì phần Ray V4 này á, thì chắc chắn là sẽ sử dụng được 100% nha mọi người. Do hiện tại á, là cái phần Ray V4 này á, là nó sẽ hỗ trợ cho bên SEO 3. Còn hiện tại á, là cái ạc của mình á, thì mình đang bên SEO 2 nha mọi người. Đó, mọi người hãy thấy nè, thì cái map này là đang bên SEO 2. Đó, thì bởi vậy á, thì khi những bạn nào mà bên SEO 2 với là SEO 1 á, thì nó sẽ không có ra cái phần Ray V4 ha. Đó, thì những bạn nào mà muốn farm mở tộc Ray V4 á, thì mấy bạn bắt buộc là mấy bạn qua SEO 3. Thì khi qua SEO 3 á, thì cái phần Ray V4 này nó sẽ hiện lên những cái tính năng khác nha mọi người. Chẳng hạn như là Mara Island này, auto tự động tìm đảo dẫn này, rồi full mon này, rồi những cái chế độ auto teleport này, rồi auto làm nhiệm vụ để mở tộc level 4 đồ này, thì cho nói chung là cái này mọi người qua sao 3 thì nó sẽ hiện lên hết, do là hiện tại là mình đang bên sao 2 nha mọi người. Đó, rồi về phần combat. Phần combat thì chúng ta sẽ có là PvP ha. Đó, mặc dù một cái bản hack nó miễn phí thôi nhưng đặc biệt là nó có rất là nhiều chức năng. Chúng ta sẽ có là auto farm layer này, auto PvP này, có luôn chức năng hack bay rồi nha mọi người, fly rồi cái thứ này. Rồi ambush kill, ambush ring này, auto farm bounty rồi cái thứ này. Đấy, rất là nhiều. Đó, thì cái này là về phần combat. Tiếp theo là về phần star. Star là tự động nâng chỉ số, thì cái này là mình nghĩ mọi người biết rồi. Đây, tự động nâng chỉ số là cái này ha. Đó, mọi người muốn nâng chỉ số gì thì mọi người tích vào melee này, defensor này, swordgun đồ cái thứ này, David Food này rất là nhiều ha. Rồi tiếp theo nữa là phần teleport. Rồi teleport chúng ta sẽ có là teleport siêu 1, siêu 2, siêu 3 và teleport full đảo này. Đấy, full đảo luôn. Mọi người muốn teleport đảo nào thì mọi người chọn đảo đó, rồi mọi người tích vào là teleport lại sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo mà mọi người đã chọn. Rồi, phần dungeon là dùng để đi raid ha. Thì cái này là mình nghĩ là mọi người đã biết rồi. Phần dungeon là trong đây chúng ta sẽ có là auto farm dungeon, auto star raid đồ cái thứ. Rồi, phần David Food là dùng để auto random trái. Thì mọi người muốn tự động random trái quỷ thì mọi người tích vào là auto random trái quỷ, thì mỗi 2 tiếng thì nó sẽ tự động random cho các mọi người một lần ha. Đó, rất là ngon, tránh cái tình trạng là bị mọi người phải chờ đợi, mọi người phải canh được cái thứ, thì mọi người có thể sử dụng chức năng này. Đó, thì nó sẽ có green food rồi auto store food được cái thứ ha, rất là nhiều. Rồi phần shop. Phần shop thì trong đây bán những cái vũ khí, những cái vật phẩm như kiếm, những cái súng thôi. Thì mình nghĩ là cái này là mọi người đã quá là biết rồi. Đó. Thì tổng quan của chúng ta là một cái bản hack này thì nó có hầu như là full chức năng luôn. Đó, thì mọi người muốn sử dụng chức năng nào mọi người sử dụng. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test sơ cái chức năng auto farm level cho mọi người xem. Thì đã auto farm level thì đầu tiên mọi người vào phần main. Tiếp theo là mọi người vuốt lên đầu thì chúng ta sẽ có cái phần list farm nè mọi người thấy không? Rồi, thì bây giờ mọi người sẽ chọn theo từng cái giúp mình ha. Đầu tiên là ở phần select monster, thì những bạn nào mà farm level á, thì mọi người sẽ không có cần phải chọn cái select monster này ha. Mọi người sẽ tiếp tục mọi người nhấn vào phần select mod farm. Rồi thì ở đây á, là nó sẽ có rất là nhiều chế độ farm. Mình khuyến khích mọi người là nên chọn chế độ là normal mode ha. Đó, mọi người chọn normal mode cho mình. Rồi, tiếp theo là cái fast attack, là có nghĩa là chế độ đánh nhanh. Thì ở đây là nó sẽ có là mobile là dành cho điện thoại và PC là dành cho máy tính. Thì ở đây là mình đang sử dụng điện thoại thì mình chọn điện thoại. Đó là mình chọn mobile. Rồi, farm medal. Farm medal thì ở đây á, là mọi người, cái này là chế độ farm, thì ở đây mình sẽ chọn behind ha. Đó, behind. Rồi, và cái cuối cùng là cái select weapon để cho mọi người chọn vũ khí. Thì ở đây là mình sẽ chọn đánh bằng super của mình. Đó, thì mình sẽ đánh bằng melee. Rồi, chọn xong rồi thì việc còn lại là mọi người tích vào là auto farm level thôi. Thì lập tức là sẽ tự động nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh nha mọi người. Đây, thì đối với lại cái bản hack này á, thì chức năng đánh của nó là rất là mượt nha mọi người. Mượt cực kỳ luôn. Đấy, mọi người thấy không? Mượt không? Đó, trời ơi, mượt kiểu này mà mọi người bảo không mượt nữa thì mình chịu mọi người luôn. Đó, chưa gì thôi là đã 5 trên 8 con rồi nè mọi người thấy không? Đấy, thì sau khi đánh xong thì nó sẽ tiến hành nó đứng nó đợi này. Đấy, đợi khi nào mà quái ra tiếp là nó sẽ đánh tiếp. Đó, mọi người thấy mượt không? Mượt cực nha mọi người. Đấy, mặc dù là đó, mọi người thấy không? Quái ra là sẽ gom để đánh này. Đấy, trời ơi, mượt cực nha mọi người. Đó, gom lại đánh. Đấy, trời ơi. Những cái bản hack như vậy á, thì mọi người nên sử dụng này. Những cái bản hack mà không có cần gắt cây này, thì cái những cái bản hack này á, là theo kiểu là dành cho những bạn nào mà không không thích gầm gà á mọi người, là không cần gắt cây mà vào cái sử dụng được luôn á. Đây thì mọi người có thể sử dụng cái bản hack này. Đó, thì trên kênh mình từ trước tới giờ là chuyên review về những cái bản hack VIP để gửi cho mọi người rồi. Đó, mọi người thấy không, đánh rất là ngon này. Đấy, không có bị lỗi hay là không có bị văng game hay gì hết nha mọi người. Đấy, đánh rất là mượt luôn. Đó,
Thì nói chung á là ở đây là mình đang để chế độ là normal mode nha mọi người. Đó, còn mọi người chọn fast mode nữa thì nó sẽ đánh nhanh nữa. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều chế độ. Thì còn về cái phần ride á, thì để đi ride thì mọi người vào đây ha. Đó, vào phần dungeon rồi sau đó mọi người chọn ride thôi, chọn chip thôi. Thì chọn chip thì mọi người xuống đây, nó sẽ có tới chip mochi luôn nha mọi người. Đó, full chip luôn. Đấy, chọn xong rồi thì mọi người tích vào là auto select dungeon, rồi mọi người tích vào auto star ride là sẽ tự động đi ride cho mọi người ha. Còn ở đây là hiện tại thì nói chung là mình không muốn đi ride mọi người thì mình sẽ không đi. Đấy, thì tổng quan sơ bộ là cái bản hack này thì nó sẽ có nhiều đó chức năng thì mình cũng đã review hết đến cho mọi người rồi. Thì nếu mà mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là subscribe đồng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Bye bye.